xin hướng dẫn mọi người cách buộc mảnh trúc và mảnh tre. Thì nó rất là đơn giản. Cái mảnh trúc này là mảnh trúc 1,6. Đây chúng ta sẽ đo là 45 phân, bên này 45 phân. Và chúng ta sẽ cắp lại dây dù, nó dao động khoảng 12m hoặc 11m cũng được. Chúng ta sẽ dép đầu tiên này. Nên hướng dẫn quý anh chị em quay gần này, quý anh chị xem này. Đừng quay xa, quay gần đây này. Này, đây này, chúng ta sẽ cho một mối như thế này để nó chặt này. Và chúng ta sẽ buộc vòng cái này anh chị nhá. Chúng ta sẽ rút này. Đó, như vậy là xong rồi quý anh chị này. Bây giờ chúng ta sẽ luồn đằng sau. Rất là đơn giản. Dòng vòng này buộc dễ lắm, vòng tự buộc. Đó, chúng ta sẽ xuyên này. Chúng ta sẽ xuyên qua này anh chị này. Quý anh chị nhìn em nhá. Sau khi em xỏ xong rồi này, em rút này. Sau khi chúng ta rút xong rồi, quý vị anh chị nhìn thấy này, chúng ta có thể luồn qua đằng sau, luồn qua sau quý vị anh chị nhé, luồn qua sau này. Cũng không ai chỉ mình cái này đâu mình. Rồi chúng ta sẽ ghép vào và chúng ta sẽ buộc này. Chúng ta buộc này, buộc cố định đằng sau là tự nó khóa luôn, tự nó nôi lại. Chúng ta chỉ buộc mất khoảng 1 phút rưỡi 2 phút thôi. Cái này xong này. Kéo cầm kéo ra. Kéo ngang một cái. Quý anh chị này như là như vậy là xong rồi, cứ kéo đi. Anh chị thấy không? Nó đơn giản không? Kéo đi cầm 2 giây kéo nhá quý anh chị nhá. Đó, đâu. Cả con em. Đó, rất dễ dàng. Quý anh chị có nhu cầu làm mảnh trúc này hoặc là có vấn đề gì về mảnh trúc này hoặc không biết buộc thì có thể điện thoại số hotline để được biết cách hướng dẫn và cách tập và thi công luôn.